Điện tâm đồ có dạng Wolf-Parkinson-White hay WBW là một dạng rối loạn nhịp tim gây nên bởi một đường dẫn truyền phụ hay một con đường dẫn truyền thừa. Nối giữa nhĩ và thất hay nối giữa các buồng trên và buồng dưới của tim. Bình thường, xung điện phát ra từ nút xoang hay SA node ở tâm nhĩ phải. Sau đó lan truyền qua hai tâm nhĩ bao gồm bó Batchman ở nhĩ trái và làm cả hai tâm nhĩ co bóp. Sau đó tín hiệu này bị chậm lại một chút khi đi qua nút nhĩ thất hay AV node. Trước khi được dẫn truyền qua bó và mạng Purkinje của thất trái và thất phải để làm thất co bóp. Trên một điện tâm đồ sóng Pi tương ứng với thời kỳ nhĩ co bóp. Khoảng PR tương ứng với thời kỳ dẫn truyền chậm qua nút nhĩ thất và phức bộ QRS thể hiện sự co bóp của thất. Trong hệ thống dẫn truyền xung điện bình thường, nút nhĩ thất là nơi duy nhất mà tín hiệu có thể dẫn truyền từ nhĩ xuống thất. Nó khá giống như người gác cổng có nhiệm vụ chặn tín hiệu lại để đảm bảo mọi thứ đều ổn trước khi cho tín hiệu đi qua. Vì vậy ở đây tín hiệu luôn luôn bị chậm lại một chút. Những người có điện tâm đồ dạng WPW cơ bản tồn tại một đường dẫn truyền ẩn. Đường dẫn truyền này tồn tại bí mật và không có người gác cổng. Do đó tín hiệu không bị chậm lại khi dẫn truyền qua nó. Đường dẫn truyền ẩn này là một bó mô tim nhỏ có khả năng dẫn truyền xung điện rất tốt. Và được gọi là bó Kent. Tín hiệu đi qua bó Kent làm tâm thất bắt đầu co bóp sớm hơn một chút gọi là kích thích sớm. Nếu bó dẫn truyền phụ này ở bên trái của tim thì được gọi là kích thích sớm typ A. Nếu nằm ở bên phải của tim thì gọi là kích thích sớm typ B. Nhưng typ A vẫn phổ biến hơn nhiều. Mặc dù tín hiệu qua đường phụ được bí mật dẫn truyền xuống sớm hơn, nhưng tín hiệu bị chậm lại ở nút nhĩ thất cuối cùng vẫn đi xuống thất và hai tín hiệu này phối hợp cùng nhau để làm thất co bóp. Vì vậy, trên ECG, người có điện tâm độ dạng WPW có khoảng PR ngắn với sóng Delta cũng như phức bộ QRS kéo dài. Điều này dễ hiểu bởi vì tín hiệu đi qua một đường tắt và gây co bóp thất sớm hơn, nghĩa là khoảng PR ngắn hơn và phức bộ QRS nói chung là kéo dài hơn. Người có điện tâm độ dạng WPW thường có khoảng PR ngắn hơn 120 ms và phức bộ QRS dài hơn 110 ms. Hơn nữa, đoạn ST và sóng T là đại diện cho sự tái cực sẽ thường ngược chiều với phức bộ QRS. Dạng WPW này thường không gây bất kỳ triệu chứng nào và tương đối lành tính. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, dạng sóng này có thể là yếu tố thuận lợi gây loạn nhịp hoặc căn bản khiến cho một số tình trạng loạn nhịp nhất định trở nên nặng nề hơn. Và thậm chí có thể gây đột tử do tim được gọi là hội chứng Wolf Parkinson White. Ví dụ, bệnh nhân loạn nhịp nhĩ có thể có tần số nhĩ dao động từ 200 đến 300 nhịp mỗi phút. Bình thường, nút nhĩ thất không cho phép toàn bộ những tín hiệu này đi qua. Như vậy, tâm thất sẽ co bóp với tần số thấp hơn. Chẳng hạn, với mỗi 3 lần nhĩ co bóp thì chỉ có một lần thất co bóp. Vì vậy, cứ 300 nhịp trên phút ở nhĩ, tâm thất sẽ là 100 nhịp trên phút. Tuy nhiên, đối với những người có tồn tại bó Kent, những tín hiệu này không bị chậm lại ở nút nhĩ thất. Và như vậy tâm thất cò bóp cùng tần số với nhỉ trường hợp này là 300 nhịp trên phút. Mức đáp ứng này là quá nhanh đối với tâm thất và có thể nhanh chóng dẫn đến sốc tim. Vì thậm chí tim không có thời gian để đổ đầy máu trước khi cò bóp. Và do đó tim hầu như không bơm máu đi đâu được nữa. Trong những trường hợp khác, con đường phụ có thể thiết lập một vòng vào lại. Nếu vòng vào lại được thiết lập, tín hiệu có thể dẫn truyền ngược trở lại qua con đường phụ. Bởi vì hầu hết những bó Kent này có khả năng dẫn truyền theo hai hướng, nghĩa là tín hiệu có thể đi từ nhĩ đến thất cũng như từ thất đến nhĩ. Nên một ví dụ cho điều này có thể là nếu tín hiệu điện học đi xuống nút nhĩ thất qua tâm thất, sau đó qua bó Kent, khiến nhĩ co bóp và sau đó nó đến nút nhĩ thất lần nữa gây co bóp thất và cứ lặp lại như vậy tạo nên một vòng vào lại. Dạng tín hiệu này đi từ tâm thất đến nhĩ được gọi là nhịp nhanh vào lại nhĩ thất. Với đường dẫn truyền xuôi chiều và có thể dẫn đến tần số thất rất nhanh giao động từ 200 đến 300 nhịp trên phút. Ít gặp hơn là tín hiệu có thể dẫn truyền theo hướng ngược lại, gọi là nhịp nhanh vào lại nhị thất dẫn truyền ngược chiều. Những vòng vào lại này có thể khởi phát bởi một vài cơ chế như ngoại tâm thu nhĩ hoặc thất. Ước tính có khoảng 1 trên 1.000 người có điện tâm đồ dạng WPW. Đó thường là do bẩm sinh và biểu hiện từ khi chào đời. Một phần nhỏ trong tỷ lệ nhỏ ở trên có biểu hiện những triệu chứng mà chúng ta vừa thảo luận. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng tiến triển đến loạn nhịp nhanh nguy hiểm, có thể được điều trị bằng sử dụng thuốc. Nhưng để điều trị triệt để thì cần triệt đốt đường phụ hay bó Kent bằng sóng có tần số radio qua ống thông. Phương pháp điều trị này cơ bản là sử dụng dao đốt để cắt và triệt phá đường phụ. Bịt kín con đường dẫn truyền ẩn chỉ để lại một đường dẫn truyền duy nhất giữa tầm nhĩ và tầm thất, đó là nút nhĩ thất. Video thực hiện bởi WowMed.